Cô chào các em học sinh khối 12. Hôm nay các em học tiếp thể tích khối chóp đềm. Một nhỏ tóm tắt lý thuyết. Thể tích khối chóp đều. Dạng 2, khối chóp tứ giác đều. Tiết học sáng nay các em sẽ tính thể tích khối chóp tứ giác đều. Hình chóp tứ giác đều SABCD có đáy ABCD là hình vuông. Các cạnh bên SA, SB, SC và SD bằng nhau. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Khi đó FO vuông góc mặt phẳng ABCD. Suy ra chiều cao H của khối chóp sẽ là FO. Vậy thể tích của khối chóp tứ giác đều SABCD là VSABCD bằng 1 phần 3 B nhân H. B là diện tích đáy, H là chiều cao, bằng 1 phần 3 SABCD nhân FO. SABCD là diện tích của hình vuông ABCD. Cô nhắc lại công thức tính diện tích hình vuông. SABCD bằng S hình vuông bằng cạnh bình. Cạnh ở đây là cạnh AB bình hoặc cạnh BC bình, vân vân. Cô nhắc lại luôn tính chất đường chéo của hình vuông. AC bằng BD bằng AB căn 2, tức là đường chéo của hình vuông thì bằng cạnh nhân căn 2. Cô hướng dẫn cách vẽ hình chóp tứ giác đều. Các em hãy vẽ theo cô. Đầu tiên, các em vẽ hình bình hành ABCD. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo ACBD. Từ O kẻ đường thẳng vuông góc với mặt phẳng ABCD. Trên đường thẳng này ta lấy điểm S. Nối S với A, S với B, S với C và S với D. Ta được hình chóp tứ giác đều SABCD. Để làm bài tập ở cái phần này, các em chú ý. OA bằng OB bằng OC bằng OD bằng AC trên 2 hoặc bằng BD trên 2. Mà AC bằng BD bằng AB căn 2. Như vậy, OA bằng OB bằng OC bằng OD bằng AB căn 2 trên 2. Tiếp theo, ta đi xác định góc giữa các cạnh bên và mặt đáy. Góc giữa các cạnh bên và mặt đáy bằng nhau. Bây giờ ta xác định góc giữa cạnh FB và mặt phẳng ABCD. Vì FO vuông góc mặt phẳng ABCD, do đó hình chiếu của FB trên mặt phẳng ABCD là OB. Suy ra góc giữa cạnh bên FB và mặt phẳng ABCD là góc SBO. Tương tự, góc giữa cạnh bên SC
Và mặt phẳng ABCD là góc SCO. Góc giữa cạnh SD và mặt phẳng ABCD là góc SDO. Và góc giữa cạnh bên SA và mặt phẳng ABCD là góc SAO. Bốn góc này bằng nhau. Tiếp theo, ta xác định góc giữa mặt bên và mặt đáy. Thế thì góc giữa các mặt bên và mặt đáy là bằng nhau. Chẳng hạn ta xác định góc giữa mặt bên SCD và mặt phẳng ABCD. Từ O kẻ OI vuông góc với CD. Nối F với I. Khi đó góc giữa mặt bên SCD và mặt đáy là góc SIO, là góc SIO. Các em chú ý OI bằng 1/2 BC, tức là OI bằng 1/2 cạnh của hình vuông. OI bằng BC trên 2. Ta sang phần thứ hai bài tập. Bài số 1. Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có độ dài cạnh đáy bằng 2 và độ dài cạnh bên bằng 3. Khoảng cách từ S đến mặt phẳng ABCD bằng. Đáp án A căn 7, đáp án B 1, đáp án C 7, đáp án D căn 11. Đây là đề minh họa. Đây là một câu trong đề minh họa năm 2021. Hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy bằng 2, cạnh bên bằng 3. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Suy ra FO vuông góc mặt phẳng ABCD. Và suy ra khoảng cách từ S đến mặt phẳng ABCD chính là FO. Bây giờ ta đi tính SO. Để tính SO dựa vào tam giác FOB có cạnh huyền SB bằng 3. Ta phải đi tìm cạnh OB. OB được tính như sau. OB bằng BD trên 2. BD lại bằng cạnh hình vuông nhân căn 2. Như vậy sẽ bằng BC căn 2 trên 2. BC bằng 2, 2 căn 2 trên 2 và bằng căn 2. Vậy ta tính được OB bằng căn 2. SO sẽ bằng căn bậc 2 của SB bình trừ OB bình. Ta thay vào SB bằng 3, OB bằng căn 2. Như vậy bằng căn bậc 2 của 3 bình trừ căn 2 bình và bằng căn 7. Vậy khoảng cách từ S đến mặt phẳng ABCD sẽ là căn 7. Và đáp án đúng là đáp án A.
Sang bài số 2. Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy bằng 2A, cạnh bên bằng A căn 3. Tính thể tích của khối chóp đã cho. Đề bài yêu cầu tính thể tích của khối chóp đã cho. Vậy ta phải tính diện tích đáy và tính chiều cao của khối chóp. Cạnh của hình vuông đề cho là 2A. Diện tích đáy tính được. Bây giờ ta phải tính chiều cao. Gọi giao điểm của đường chéo AC và đường chéo BD là O. Ta có FO vuông góc mặt phẳng ABCD. Và suy ra chiều cao H chính là bằng SO. Bây giờ ta tính SO. Tính SO tương tự như bài số 1. Để tính SO, ta tính OB. OB bằng BD trên 2 bằng BC căn 2 trên 2. BC cho bằng 2A. Như vậy sẽ bằng 2A căn 2 trên 2 và bằng A căn 2. Như vậy OB sẽ bằng A căn 2. Tam giác FOB vuông tại O, FB là cạnh huyền bằng A căn 3. Như vậy SO sẽ bằng căn bậc 2 của SB bình trừ BO bình. Ta thay số vào. Bằng căn bậc 2 của A căn 3 tất cả bình trừ A căn 2 tất cả bình bằng căn bậc 2 của 3A bình trừ 2A bình và bằng A. Suy ra chiều cao H bằng A. Vậy thể tích của khối chóp tứ giác đều SABCD là V của SABCD bằng 1 phần 3 SABCD nhân SO bằng 1 phần 3. Diện tích của hình vuông có cạnh là 2A sẽ bằng 2A tất cả bình nhân A. A là chiều cao H. Kết quả là bằng 4A mũ 3 trên 3. Và đáp án đúng là đáp án B. Như vậy từ bài 1 và bài 2 ta suy ra nếu khối chóp tứ giác đều biết cạnh đáy và cạnh bên để tính thể tích ta dùng Pythagore. Các em ghi bài tập tự luyện bài số 1. Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy và cạnh bên đều bằng A. Tính thể tích của khối chóp SABCD. Bài số 3. Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy bằng 2A và cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy một góc 45 độ. Thể tích của khối chóp đã cho bằng. Gọi giao điểm của hai đường chéo AC và BD là O. Khi đó FO vuông góc mặt phẳng ABCD.
Suy ra chiều cao của khối chóp chính là h bằng so. Ở bài số 3, đề cho cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy một góc 45 độ. Ở lý thuyết các em đã biết góc giữa cạnh bên và mặt đáy. Ví dụ ta lấy đấy là góc SBO bằng 45 độ. Bây giờ ta tính SO. Muốn tính SO, ta dựa vào tam giác SOB vuông tại O có góc 45 độ. Vậy ta phải tính BO. BO tính tương tự như hai bài 1 và bài 2. OB bằng BD trên 2 bằng BC căn 2 trên 2 bằng 2A căn 2 trên 2 và bằng A căn 2. FO sẽ bằng OB nhân tan 45 độ. FO bằng BO nhân tan 45 độ. BO bằng A căn 2, tan 45 bằng độ bằng 1. Như vậy, FO sẽ bằng A căn 2. Và đây chính là chiều cao H của khối chóp. Vậy, thể tích của khối chóp là VSABCD bằng 1 phần 3. SABCD nhân SO bằng 1 phần 3. Ở đây diện tích của hình vuông sẽ là 2A tất cả bình nhân A căn 2 là chiều cao. Kết quả là 4A mũ 3 căn 2 trên 3. Đáp án đúng là đáp án D. Các em đã làm nhiều rất là nhiều bài tập về góc giữa cạnh bên và mặt đáy, cho nên bài này thì các em làm một cách rất là dễ dàng. Bài 4. Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh bên bằng 2A. Biết góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 60 độ. Thể tích của khối chóp đã cho bằng gọi O là giao điểm của AC và BD. Khi đó chiều cao của khối chóp là H bằng SO. Đề bài cho biết góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 60 độ, tức là góc SBO bằng 60 độ. Bài này chỉ cho cạnh bên bằng 2A, không cho cạnh đáy và chiều cao cũng chưa biết. Ta phải tính, vừa tính cạnh đáy, vừa tính chiều cao. Bây giờ ta tính chiều cao trước. Tam giác SOB vuông tại O có B bằng 60 độ, có cạnh huyền SB bằng 2A. Để tính SO thì ta dùng sin. SO sẽ bằng huyền nhân sin. Tức là SO sẽ bằng SB nhân sin 60 độ. Suy ra SO bằng 2A nhân căn 3 trên 2. Sin 60 độ bằng căn 3 trên 2. Và bằng A căn 3. Chiều cao của khối chóp là bằng A căn 3. Bây giờ ta đi tính cạnh đáy. Để tính cạnh đáy, tức là tính cạnh BC, ta phải tính cạnh BO. BO là cạnh kề thì bằng cạnh huyền nhân cốt. BO bằng SB nhân cốt 60 độ.
suy ra BO sẽ bằng 2A nhân 1 phần 2 cos 60 độ bằng 1 phần 2. Như vậy BO bằng A. Ta tính BC. Để tính BC, ta tính BD. BD bằng 2 lần BO. Như vậy, BD sẽ bằng 2A. BC, suy ra BC bằng BD trên căn 2. Cạnh của hình vuông bằng đường chéo chia căn 2. Bằng 2A trên căn 2 và bằng A căn 2. Cạnh của hình vuông bằng A căn 2. Vậy ta tính được thể tích của khối chóp đã cho. V bằng 1 phần 3 SABCD nhân SO bằng 1 phần 3 A căn 2 tất cả bình. Tức là bằng diện tích của hình vuông bằng cạnh bình. Nhân chiều cao là A căn 3. Các em bấm máy tính 1 phần 3 này. Nhân căn 2 tất cả bình nhân căn 3. Kết quả là 2A mũ 3 căn 3 trên 3. Và đáp án đúng là đáp án A. Bài số 5. Cho hình chóp tứ giác đều A, S, A, B, C, D có chiều cao bằng A. Cạnh bên hợp với mặt phẳng A, B, C, D một góc 30 độ. Thể tích của khối chóp đó bằng. Cạnh bên hợp với mặt phẳng ABCD một góc 30 độ. Tức là góc FBO bằng 30 độ. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Suy ra H bằng FO và bằng A. Đề bài cho chiều cao bằng A. Góc giữa cạnh FB và mặt phẳng ABCD là góc FBO bằng 30 độ. Đề bài cho biết chiều cao, chưa cho biết cạnh đáy. Ta phải tính cạnh đáy. Tương tự như bài số 4, muốn tính cạnh đáy thì ta phải tính BO. Tam giác FOB vuông tại O có cạnh FO là cạnh đối bằng A. Cần tính BO tức là tính cạnh kề. Vậy ta phải dùng tan. FO bằng BO nhân tan 30 độ. Từ đó suy ra OB sẽ bằng FO chia tan 30 độ. FO bằng A, tan 30 độ bằng căn 3 trên 3. Suy ra OB sẽ bằng A căn 3. Tương tự như bài số 4. OB bằng A căn 3. Ta tính được BD bằng 2 lần OB. Và bằng 2A căn 3. BC, suy ra BC bằng BD trên căn 2. Bằng 2A căn 3 trên căn 2. Kết quả
là BC bằng A căn 6. Cạnh của hình vuông là A căn 6. Từ đó ta suy ra thể tích của khối chóp đã cho là VFABCD sẽ bằng 1/3 FABCD nhân FO bằng 1/3 nhân A căn 6 tất cả bình, vì cạnh của hình vuông là bằng A căn 6. FO là chiều cao bằng A. Kết quả là 2A mũ 3. Đáp án đúng là đáp án A. Các em ghi bài tập tự luyện, bài số 2. Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy bằng A căn 2. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 45 độ. Tính thể tích của khối chóp SABCD. Bài 6. Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy bằng A. Góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 30 độ. Tính thể tích của khối chóp đã cho. Cách xác định góc giữa mặt bên và mặt đáy cô đã hướng dẫn các em ở phần lý thuyết. Góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 30 độ, tức là góc FIO bằng 30 độ. Kẻ OI vuông góc với CD, suy ra góc giữa mặt phẳng FCD và mặt phẳng ABCD là góc FIO bằng 30 độ. Đề bài cho cạnh đáy bằng A. Ta tính được diện tích đáy. Bây giờ ta đi tính chiều cao SO. Muốn tính SO ta dựa vào tam giác FOI vuông tại O. Có góc Y bằng 30 độ. Bây giờ ta phải tính OI. Ở phần lý thuyết cô đã cho các em ghi OI bằng BC trên 2. Tức là OI bằng A trên 2. FO là cạnh đối, OI là cạnh kề. Như vậy FO sẽ bằng OI nhân tan 30 độ.
bằng OI nhân tan 30 độ bằng A trên 2 nhân căn 3 trên 3, tan 30 độ bằng căn 3 trên 3. Và bằng A căn 3 trên 6. Vậy thể tích của khối chốt FABCD là V FABCD bằng 1/3 FABCD nhân FO bằng 1/3. FABCD là A bình, là cạnh bình. FO là bằng A căn 3 trên 6. Kết quả là A mũ 3 căn 3 trên 18. Đáp án đúng là đáp án D. Bài số 7. Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có chiều cao bằng A. Góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 45 độ. Tính thể tích của khối chóp tứ giác đều SABCD. Gọi O là giao điểm của AC và BD. H sẽ bằng FO và bằng A. Đầu bài cho chiều cao bằng A. Kẻ OI vuông góc với CD. Suy ra góc giữa mặt bên và mặt đáy là góc FIO bằng 45 độ. Bài này không cho cạnh đáy mà lại cho chiều cao. Ta phải đi tính cạnh đáy, tức là tính cạnh BC. Để tính BC ta tính OI. Tính OI ta có FO sẽ bằng OI nhân tan của 45 độ. Suy ra OI sẽ bằng FO trên tan 45 độ. FO bằng A, tan 45 độ bằng 1. Như vậy OI sẽ bằng A. OI bằng A mà BC lại bằng 2 lần OI. Như vậy BC sẽ bằng 2A. BC bằng 2A tức là cạnh của hình vuông bằng 2A. Vậy ta tính được thể tích của khối chóp đã cho. VSABCD sẽ bằng 1/3 SABCD nhân FO bằng 1/3 nhân 2A tất cả bình. Cạnh của hình vuông là 2A. Diện tích sẽ là 2A tất cả bình. Chiều cao là bằng A nhân A. Kết quả là 4A mũ 3 trên 3. Đáp án đúng là đáp án C. Em ghi bài tập tự luyện bài số 3. Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy bằng 2A, mặt bên tạo với mặt đáy một góc 60 độ. Tính thể tích của khối chóp SABCD.